Thì ngoài cái mẫu sofa này ấy, thì bên xưởng em này còn rất nhiều mẫu sofa khác, thì em sẽ để ở phần cuối video quý vị nhé. Em sẽ để những cái hình ảnh sofa khác ở phần cuối video để quý vị xem hết được những mẫu sofa của bên em. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 8 tháng 4 năm 2021. Trong buổi chiều hôm nay thì bên xưởng nhà em là có hoàn thiện xong một cái bộ sản phẩm là đơn hàng của một khách hàng ở tại thành phố Hải Phòng. Đây quý vị, em có ghi trong hóa đơn đây là của chị Phẩm ở tại tổ 3B Hải Thanh, Dương Kính, thành phố Hải Phòng. Thì hôm nay là em có hoàn thiện xong rồi, em có quay cái video clip gửi lại chị trước khi là ngày mai thì em sẽ bàn giao cho gia đình khách hàng. Thì đây là bộ sản phẩm đây của anh Đạt, thì tuy nhiên là em mà không nhớ tên anh nữa, thì anh có ghi tên này chắc là của người nhận trong hóa đơn đây. Và đây là hình ảnh tổng thể bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này bao gồm có 7 món quý vị, bao gồm có 7 món và bằng chất liệu gỗ đỏ, làm theo yêu cầu và đơn hàng của khách cũng như kích thước của khách đặt. Đây, ngay sau đây thì em sẽ đi vào quay chi tiết để cho khách hàng cũng như là giới thiệu cho mọi người xem được. Đây là hình ảnh chiếc đoạn dài này. Chiếc ghế dài này thì có chiều dài là 2m45 và chiều sâu là 70. 2m45 và sâu 70, và toàn bộ là sử dụng là chất liệu gỗ gõ đỏ, vân gỗ tự nhiên. Và cái sản phẩm này bên em làm là hàng gỗ gõ đỏ chọn lọc quý vị nhé. Đây, anh khách hàng có thể xem được cái nhất là vân gỗ này. Vân gỗ và gỗ rất là đẹp, không có xâu xia hay là dập rác gì cả. Vân gỗ, với gỗ chọn lọc rất là nục nạc, mẫu trơn. Tiếp theo, bên này thì có một chiếc bàn và một chiếc đôn đầu bàn. Thì kích thước của hai sản phẩm này là chiếc bàn này có kích thước là dài là 1m45 và ngang là 75. Chiếc đôn kia là một ngang là 75 và sâu ngang dài là 45 và ngang là dài là 75 và ngang là 45, xin lỗi. Thì đây, hình ảnh chi tiết đây. Đôn có ngăn kéo và bàn có ngăn kéo quý vị nhé. Ở dưới ngăn kéo đây. Đó. Tiếp theo bên ngoài này thì có ba chiếc đôn. Ba chiếc đôn này có kích thước là 40x40. Đây. Đây là bộ ghế và phần bàn và phần đôn. Ngoài ra phía bên trong này là một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này thì có kích thước là dài 2m45 và sâu 70. Làm đúng theo yêu cầu số đo khách hàng đã đặt chúng em. Đó. Vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Gỗ em mà chọn lọc thì rất là đẹp, nục ngạc cũng như là vân gỗ. Đây, anh xem được, hiện tại là anh ở xa quý vị ạ. Anh ở xa không lên được trực tiếp cơ sở, nhưng anh đã rất tin tưởng và đặt xưởng nha em. Nên là em cũng có quay lại cái clip, quay chi tiết để cho anh xem. Để em có thể yên tâm về cái sản phẩm như là đúng kích thước này, cũng như là cái chất liệu gỗ đỏ này, gỗ đẹp, chọn lọc. Đó, không có dập rác hay là không có sâu bọng, không có sâu thối rồi anh nhé. Thì ngoài cái mẫu sofa này ấy, thì bên xưởng em này còn rất nhiều mẫu sofa khác, thì em sẽ để ở phần cuối video quý vị nhé. Em sẽ để những cái hình ảnh sofa khác ở phần cuối video để quý vị xem hết được những mẫu sofa của bên em. Đây, rất là nhiều mẫu sofa, đây chỉ là một trong số những mẫu thôi. Thì cái mẫu này này thì là anh khách hàng là kê kệ tivi bên này, nên là anh không đặt nhà em là hai ghế đây nữa, mà là anh đặt ba chiếc đôn này để khi ngồi xem tivi này thì bên này nó sẽ thoáng. Đó, khách hàng là kê kiểu như vậy, như là không đặt hai chiếc ghế con quý vị nhé. Rồi, tổng thể sản phẩm đây. Còn quý vị đã có nhu cầu thì cần liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé. Đây, địa chỉ của em đây. Xưởng là có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ này. Số điện thoại là 0987 51086. Website là đồ gỗ tùng 8.com. Ok mọi người nhé, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi ạ.